khi thế rằng co vẫn đang khốc liệt ở Kursk và Pokrovsk, Nga tiếp tục xoáy sâu vào mặt trận mới, kiểm soát nhiều khu vực mới. Donbass mất kiểm soát, Ukraine rơi vào cảnh ngặt nghèo chưa từng thấy. Liên tiếp hứng thất bại trước sức mạnh quân sự áp đảo của Nga, Kiev đành phải trông chờ vào chiếc hào cứu sinh từ phương Tây, khẩn thiết kêu gọi cởi trói vũ khí. Tuy nhiên, gáo nước lạnh từ Mỹ đã dập tắt hy vọng của Ukraine tiếp tục nhận tin buồn từ trên bàn tròn chính trị những đề xuất của EU về Ukraine và Israel đã bị Hungary gạt bỏ Trong khi đó, những vấn đề thế giới khác cũng liên tục nóng lên Mỹ và Hàn Quốc cảnh giác cao độ trước Triều Tiên Lan sóng biểu tình dữ dội của người Israel đòi xé bỏ hàng rào biên giới tràn vào Gaza Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Sĩ quan tiểu đoàn Azov của Ukraine Roman Ponomarenko viết trên kênh Telegram rằng Trong một thời gian dài, tình hình ở Donbass được coi là khó khăn nhưng có thể kiểm soát được. Tuy nhiên hiện tại, có vẻ như lực lượng phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbas đã sụp đổ. Vị sĩ quan này cũng như các nhà phân tích khác cho rằng tình hình kỷ luật trong quân đội Ukraine rất kém. Ông nói, lực lượng của Ukraine vô tổ chức, quân đội mệt mỏi, suy yếu, nhiều đơn vị mất tinh thần. Quân tiếp viện nhận được về cơ bản là bận rộn, không giúp ích được gì mà ngược lại còn làm phức tạp thêm công tác chiến đấu của các đơn vị. Phía Nga thì không, đột phá sâu vì quân của họ cũng kiệt sức như chúng ta. Tuy nhiên họ vẫn giữ được lợi thế về số lượng đáng kể và có kho đạn dược dự trữ không giới hạn. Chúng ta chưa thể ngăn chặn được. Bây giờ, tình hình đang trên bờ vực và việc buộc phải huy động bổ sung chỉ khiến tình hình trở nên sâu sắc hơn. Sĩ quan cũng nghi ngờ rằng Bộ Chỉ huy của chúng tôi có một kế hoạch toàn cầu nào đó cho tất cả những điều này. Theo ông, các cuộc phản công và các khu vực khác của mặt trận có thể có kết quả. Tuy nhiên, chúng chỉ có ý nghĩa nếu mặt trận ở Donbass giữ vững được hy vọng rằng người Nga đã dồn mọi thứ vào cuộc tấn công này và kết quả là họ sẽ cạn kiệt. Tuy nhiên, chúng tôi đã nghe về điều này từ 2 năm nay, nhưng bằng cách nào đó, lượng dự trữ đó vẫn chưa cạn kiệt. Có thể nói, Ukraine đang rơi vào tình cảnh khó khăn vì thua kém về nguồn lực khi Nga liên tục tiến lên và giành thêm lãnh thổ ở mặt trận miền Đông. Mới đây Nga đã tuyên bố giành được thêm hai ngôi làng là Mykolaika, cách thành phố Pokrovsk chiến lược ở Donetsk khoảng 15 km và Stelmakhovka ở Lugansk. Trung bình mỗi ngày trong tuần qua, Nga đều tuyên bố kiểm soát thêm ít nhất một ngôi làng, khu định cử ở Donbass. Ukraine trong thời gian qua đã rút bớt lực lượng từ Donbass để đưa lên mũi tấn công vào Kursk. Điều này càng tạo ra lỗ hổng lớn trong hệ thống phòng thủ của Kiev ở mặt trận miền Đông. Ukraine đã kỳ vọng Nga sẽ rút bớt quân ở Donbass để đưa về Kursk, nhưng Moscow vẫn quyết tâm duy trì cường độ tấn công vào Pokrovsk. Nếu kiểm soát Pokrovsk, Nga sẽ phá vỡ các tuyến tiếp tế quan trọng của Ukraine và tiến sâu hơn nữa vào Donetsk. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syzdyk cho biết, quân đội Ukraine đã buộc phải sử dụng các phương pháp không chính thống để ngăn quân đội Moscow vào thành phố. Nhà báo quân sự Ukraine Yuri Butusov cảnh báo hệ thống phòng thủ của Ukraine đã phải đối mặt với sự sụp đổ. Tình hình ở khu vực Pokrovsk không còn nghiêm trọng nữa, tình hình đã trở nên thảm khốc. Ukraine hoàn toàn mất kiểm soát ở cấp độ tác chiến và chiến thuật. Tiếp nối tốc độ tiến quân nhanh chóng ở Pokrovsk, Nga còn đột nhập vào Selidovo vượt qua được sông Solenaya và giành được chỗ đứng ở bờ đối diện. Sau đó bắt đầu phát triển một cuộc tấn công ở cả hai bờ. Điều này có nghĩa là thành phố sẽ sớm được kiểm soát hoàn toàn khỏi lực lượng Kiev. Các binh sĩ Nga đã dương cờ chiến thắng trên tòa nhà hành chính của Morosia mang tính biểu tượng. Lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát xung quanh làng Mermich và tiến tới ba khu vực khác, áp sát vùng ngoại ô khu định cư Ukrinsk. Đã có thông tin cho rằng Kalovka và các cao điểm phía tây của nơi này đã bị kiểm soát. Ở phía Bắc, lực lượng Moscow cũng bắt đầu nỗ lực tấn công ở vùng ngoại ô, phía Nam Minograd, từ làng Nikolaevka, nơi vừa mới bị kiểm soát. Phát biểu tại một cuộc họp không chính thức với 26 người đồng cấp khác trong khối EU tại Bruxelles, Bỉ mới đây, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã kêu gọi EU thuyết phục Mỹ bật đèn xanh cho các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Theo ông Kuleba, Ukraine cần sự hỗ trợ từ các thành viên EU nhằm dỡ bỏ các hạn chế về việc tấn công tầm xa vào tất cả các mục tiêu quân sự hợp pháp ở Nga. Đồng thời nói thêm rằng nếu những người ủng hộ Ukraine từ chối nhượng bộ về vấn đề này, thì Kiev có thể sẽ cầm chắc thất bại. Ông Kuleba nói, tất nhiên, quyết định này chủ yếu nằm ở Mỹ và Anh, nhưng Pháp cũng có đóng góp quan trọng và là một phần của EU. Nhà ngoại giao Ukraine nhận định rằng, nếu được cung cấp đủ số lượng tên lửa cần thiết và được phép khai hỏa vũ khí Mỹ vào Nga, Kiev sẽ làm giảm đáng kể khả năng gây thiệt hại của Nga đối với cơ sở hạ tầng quan trọng của mình, đồng thời cải thiện cục diện chiến trường trên bộ. Bên cạnh đó, ông Kuleba cũng thúc giục các đồng minh EU đẩy nhanh việc giao các hệ thống phòng không như đã hứa. Lời kêu gọi của ông Kuleba được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành cuộc tấn công trên không lần thứ ba vào Ukraine chỉ trong vòng 4 ngày, kể từ ngày 26 tháng 8. 80 máy bay không người lái UAV và tên lửa đã được sử dụng trong đợt tấn công này. Truyền thông nhận định đây là đợt tấn công lớn nhất của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Ngay lập tức, Ngoại trưởng Anh David Lammy cũng đã lên án cuộc tấn công mới nhất của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine bằng một bài đăng trên mạng xã hội X. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng có cùng quan điểm với nhà ngoại giao Anh khi mùa đông đang đến gần và các cuộc tấn công của Nga có thể đẩy Ukraine vào tình trạng thiếu điện. Trong một cuộc họp báo mới đây, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà trắng John Kirby nhận định rằng. Nga đang thực hiện một chiến thuật cổ điển nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ông Kirby cũng nhắc lại cam kết Mỹ sẽ tiếp tục giúp Ukraine tăng cường hệ thống phòng không và năng lượng, đồng thời cho biết Washington đang tập trung vào việc tìm kiếm các hệ thống đánh chặn từ các đồng minh và đối tác để viện trợ cho Kiev. Người phát ngôn Nhà Trắng cũng nhắc lại việc chuyển giao 5 hệ thống phòng không Patriot đã được công bố tại hội nghị thượng đỉnh NATO trong bối cảnh Ukraine đang cần vũ khí. Song dù Mỹ tuyên bố đứng về phía Ukraine, nhưng yêu cầu cấp thiết nhất mà Kiev đưa ra liên quan đến việc tháo gỡ lệnh hạn chế sử dụng vũ khí vẫn chưa được thực hiện. Trong một cuộc họp báo, thư ký báo chí Lầu Nam Góc, Thiếu tướng Pat Ryder khẳng định rằng dù Ukraine được phép tấn công xuyên biên giới một số lần, nhưng đối với các cuộc tấn công tầm xa, tấn công sâu vào Nga, chính sách của Mỹ vẫn không thay đổi. Ở chiều hướng ngược lại, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell, bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine. Ông cho biết, điều cấp thiết là phương Tây phải gỡ bỏ các hạn chế về việc sử dụng vũ khí để chống lại các mục tiêu của Nga. Washington hiện cũng tuyên bố rằng, sau khi các đồng minh của Ukraine cho phép Kiev tấn công phòng thủ vào Nga, Moscow đã đối phó bằng cách di chuyển các mục tiêu quân sự ra khỏi tầm bắn của tên lửa phương Tây. Nghĩa là việc cho phép tấn công sâu hơn sẽ không hiệu quả như trước đây. Ông Andriy Yermak, tránh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Rustem Umerov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, dự kiến sẽ đến Washington vào cuối tuần này để kêu gọi Mỹ cho phép tấn công sâu hơn vào Nga. Những tranh cãi giữa quan chức cấp cao phụ trách đối ngoại châu Âu với Hungary tại cuộc họp của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu và EU vừa qua đã khiến trọng tâm bị chạy khỏi hai vấn đề lớn là cuộc xung đột ở Ukraine và căng thẳng Trung Đông. Phát biểu tại hội nghị ở Brussels, Quan chức phụ trách đối ngoại EU Joseph Borrell kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí mà nước này được tài trợ để tấn công Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cũng dự cuộc họp này. Một quan chức tham gia cuộc họp nói với Politico rằng ông Kuleba kêu gọi EU cho phép Ukraine tấn công các cơ sở của Nga, nói rằng không nên coi đề xuất này là sự căng thẳng. Kiến nghị của ông Kuleba và quan điểm của ông Borrell được Pháp, Thụy Điển, Latvia, Hà Lan và Ba Lan ủng hộ ông borrell cũng đề xuất các nước eu áp lệnh trừng phạt với một số bộ trưởng của israel vì đã đưa ra những thông điệp hận thù với người palestine cho rằng điều này đi ngược lại luật pháp quốc tế tuy nhiên cả hai ý kiến của ông borrell đều bị hungary gạt bỏ từ khi nga phát động hoạt động quân sự ở ukraine eu bắt đầu coi hungary là một đồng minh nhiều rắc rối khi thể hiện quan điểm thân thiện với moscow và phản đối nỗ lực hỗ trợ quân sự cho kiev cũng như không tuân thủ các tiêu chuẩn về pháp quyền của khối thủ tướng hungary viktor orbán nhiều lần chỉ trích eu lạm quyền và tìm cách xây dựng một hợp chủng quốc châu âu khiến khoảng cách về văn hóa ngày càng gia tăng giữa Tây Âu và Đông Âu. Tuy nhiên, ông bác bỏ khả năng rút khỏi liên minh, lập luận rằng Hungary có lợi ích khi là thành viên của EU. Theo các nhà phân tích, khi nắm ghế chủ tịch EU, Hungary nhiều khả năng sẽ không thay đổi lập trường của mình, nhưng sẽ phải tìm ra cách để cân bằng giữa việc chỉ trích EU với tận dụng vị thế chủ tịch để thúc đẩy lợi ích của mình. Mối quan hệ giữa Hungary và EU từ lâu đã chắc trở, song tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Budapest đảm nhận vị trí chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU vào tháng 7. Một số ngoại trưởng EU đã tẩy chay hội nghị diễn ra ở Budapest thay vào đó tổ chức một hội nghị riêng ở Prussian. Kể từ ngày đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên EU, Thủ tướng Viktor Orbán đã thực hiện sáng kiến sứ mệnh hòa bình. Theo đó, ông gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Moscow và Bắc Kinh mà không nhận được đồng tình chung của EU, đồng thời chính quyền của Thủ tướng Orbán cũng cáo buộc rằng chính sách của EU là ủng hộ xung đột. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Mỹ và Hàn Quốc vừa hoàn thành cuộc tập trận quân sự chung nhằm ứng phó tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Hai bên vẫn cảnh giác cao trước khả năng Triều Tiên phóng tên lửa và có các hành động khác để phản đối. Cuộc tập trận thường niên mang tên Unchi Freedom Shield, tức lá chắn tự do Unchi, bắt đầu diễn ra tại Hàn Quốc ngày 19 tháng 8 và kết thúc vào sáng 29 tháng 8. Cuộc tập trận năm nay bao gồm 48 buổi huấn luyện thực địa và các cuộc diễn tập đa lĩnh vực bao gồm hoạt động phòng thủ mạng. Trong buổi họp báo gần đây, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhấn mạnh rằng cuộc tập trận giúp tăng cường khả năng ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Hiện Mỹ và Hàn Quốc vẫn đang tiến hành cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn khác, kéo dài đến ngày 7 tháng 9. Tham gia tập trận có hơn 40 tàu chiến và các máy bay của Mỹ, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35B. Trong một báo cáo riêng, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, USFK cho biết cuộc tập trận đã kết thúc thành công, một lần nữa khẳng định cam kết bền vững của các đồng minh trong việc bảo vệ lãnh thổ. Trong khi Triều Tiên lên án cuộc tập trận UFS là cuộc tập trận mang tính thách thức và gây hấn nhất, Bình Nhưỡng không tiến hành các hành động lớn như phóng tên lửa đạn đạo. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát một cuộc thử nghiệm máy bay không người lái, kêu gọi phát triển và sản xuất các loại vũ khí tối tân để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ngày 27 tháng 8 Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đã tham dự buổi phóng thử hệ thống phóng tên lửa đa nòng 240mm, có hệ thống dẫn đường mới, có thể đưa Seoul và các khu vực lân cận vào tầm ngắm. Được biết, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, GCS, cuộc tập trận UFS 2024 dựa trên kịch bản chiến tranh tổng lực có quy mô tương tự năm ngoái, với sự tham gia của khoảng 19.000 binh sĩ Hàn Quốc. GCS tuyên bố UFS 2024 sẽ tiếp tục củng cố năng lực và trạng thái sẵn sàng chiến đấu của liên quân Hàn Mỹ thông qua tiến hành các hoạt động huấn luyện trên nhiều mặt trận bao gồm trên bộ, trên biển, trên không, mạng máy tính và không gian. Ở diễn biến khác, trong một động thái mang tính bước ngoặt, Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí về một chương trình răn đe hạt nhân chung viện dẫn do mối đe dọa từ Triều Tiên. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington DC hồi tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cũng tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào từ Bình Nhưỡng sẽ phải đối mặt với phản ứng nhanh chóng và quyết liệt. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã yêu cầu tòa án liên bang can thiệp vào vụ án tiền bịt miệng của ông ở New York để lật ngược bản án và hoãn vô thời hạn việc tuyên án vào tháng tới. Theo ABC News, các luật sư của ông Trump đã đề nghị tòa án liên bang ở Manhattan tiếp nhận vụ án từ tòa án tiểu bang, nơi vụ việc được xét xử. Họ lập luận rằng vụ truy tố lịch sử đó đã vi phạm các quyền hiến định của ông Trump cũng như phán quyết miễn trừ truy tố tổng thống của tòa án tối cao Mỹ. Nếu vụ việc được chuyển tới tòa án liên bang, các luật sư của ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa này sẽ tìm cách lật ngược phán quyết và bác bỏ vụ án trên cơ sở miễn trừ. Nếu vụ án tiếp tục được xử lý ở tòa án bang và việc tuyên án ông Trump diễn ra như lịch trình là 18 tháng 9, 7 tuần trước ngày bầu cử thì nó được coi là can thiệp vào bầu cử. Điều này làm giới lên lo ngại rằng ông Trump có thể bị bỏ tù ngay khi bỏ phiếu sớm đang diễn ra. Trước đó vào tháng 5, ông Trump đã bị bồi thẩm đoàn tại bang New York kết tội làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản thanh toán 130.000 đô la Mỹ cho ngôi sao phim nóng Stormy Daniels để đổi lấy sự im lặng của người phụ nữ này trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Giới công tố cáo buộc ông Trump tham gia một âm mưu phi pháp nhằm phá hoại cuộc bầu cử khi dùng tiền để buộc nữ diễn viên không tiết lộ việc có quan hệ tình ái với ông trước đó. Ông Trump phủ nhận việc quan hệ với Daniels và tuyên bố sẽ kháng cáo bản án sau khi tuyên án dự kiến được đưa ra vào tháng 9. Hồi đầu tháng 7, Tổng trưởng lý Missouri Andrew Bailey thuộc Đảng Cộng Hòa cũng đã đệ đơn kiện chống lại bang New York yêu cầu tòa án tối cao tạm dừng bản án sắp tới dành cho ông Trump. Những tranh chấp pháp lý giữa các tiểu bang được đệ trình trực tiếp lên tòa án tối cao Mỹ. Ngoài ra, trong vụ án tài liệu mật, ông Trump đã bị truy tố với cáo buộc cố ý giữ lại các tài liệu an ninh quốc gia nhạy cảm tại dinh thự Malago ở Florida sau khi rời nhiệm sở vào năm 2021 và cản trở nỗ lực của chính phủ nhằm thu hồi tài liệu. Tuy nhiên, ngồi tù là điều hiếm thấy đối với những người bị kết án ở New York vì tội làm giả hồ sơ kinh doanh, đặc biệt với những người không có tiền án như ông Trump. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Thân nhân của một số con tin Israel đang bị giam ở Gaza đã tập trung tại khu dân cư Nirim, phía nam Israel, cách biên giới khoảng 2 km. Họ mang theo ảnh người thân, dùng loa phóng thanh phát thông điệp hướng về biên giới Gaza. Trong đó người đàn ông tên là John Pauline đã hét lên, Husk, bố đây! Còn cần biết, cũng như tất cả 107 con tin cần biết là không chỉ những gia đình có mặt ở đây và 9 triệu người dân Israel mà tất cả người dân trên thế giới đều đang đấu tranh vì mọi người. Con trai ông John Pauline là Huss Gilbert Pauline bị bắt làm con tin trong lễ hội âm nhạc hồi tháng 10 năm 2023. Bà Rachel Gilbert, mẹ của Huss vừa nói vào micro vừa giơ tay lên trời, nói Chúng ta yêu con, hãy bảo trọng, hãy giữ gìn mạng sống. Có thời điểm, vài chục người tách ra, chạy về phía biên giới Gaza và hét lên rằng chúng tôi đến để đưa họ về israel về quê hương về vùng đất đáng lẽ là nơi họ đang sống tuy nhiên họ bị cảnh sát israel chặn lại trước khi đến được hàng rào biên giới đồng thời được cảnh báo sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu của hamas nếu đứng ở chỗ chống trải một người đàn ông có tên là gindikman nói cho hay em họ là gamengat đang chưa rõ sống chết ở gaza chúng tôi muốn vào gaza để đưa các con tin quay về đó là người nhà chúng tôi quân đội israel cố gắng bảo vệ chúng tôi nhưng các con tin ở Gaza lại không được bảo vệ. Anh nói, chúng ta cần ký thỏa thuận ngừng bắn ngay để đưa tất cả con tin về nước. Chúng tôi kêu gọi thủ tướng, nếu ông không làm được, chúng tôi sẽ vào Gaza và tự đưa họ về nhà. Trong diễn biến liên quan, quân đội Israel đã công bố đoạn video cho thấy cảnh những người lính đang vận chuyển một con tin được giải cứu sau khi họ tìm thấy ông ta ở một mình trong hầm ngầm tại giải Gaza. Ông Kaid Fahad Ankadi, 52 tuổi, đã được đưa đến một bệnh viện ở thành phố BC3 miền Nam Israel. Ngay sau khi ông Anka đi đến, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc trò chuyện với người đàn ông này qua điện thoại. Ông Netanyahu cho biết Israel sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để đưa những con tin còn lại về nhà. Ông Anka đi cảm ơn thủ tướng Netanyahu về cuộc giải cứu để ông có cơ hội gặp lại gia đình mình. Suốt nhiều tháng, các nhà hòa giải quốc tế đã làm trung gian cho một thỏa thuận về lệnh ngừng bắn và trao đổi hàng chục con tin vẫn bị Hamas giam giữ, lấy tù nhân Palestine. Nhưng cho đến nay, Israel và Hamas không thể thống nhất về các phần chính của thỏa thuận. Vụ giải cứu ông al cũng làm dấy lên lời kêu gọi từ gia đình của những con tin vẫn đang bị giam giữ tại Gaza về một thỏa thuận đưa những người thân yêu của họ về nhà trước khi quá muộn. Họ nói rằng một thỏa thuận không phải giải cứu quân sự là hy vọng tốt nhất. Ông Mazen Abu Siam, bạn thân của cả ít phà hàn al kadi con tin được trả tự do nói trên cho biết, sau 10 tháng, quân đội Israel chỉ giải thoát được một số ít con tin khỏi Hamas. Những người còn lại phải được giải thoát thông qua đàm phán và chấm dứt cuộc xung đột này. Trong tuyên bố vừa được đưa ra, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, ông Antonio Guterres quan ngại sâu sắc trước đợt không kích mới đây của Israel nhằm vào vùng Tuncams và Tubas ở bờ Tây khiến nhiều người thương vong, gây tổn thất hạ tầng công cộng. Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng lên án mạnh mẽ thiệt hại về người, nhất là với trẻ em. Trong lời kêu gọi chấm dứt bạo lực ở bờ Tây, ông Guterres nhấn mạnh những diễn biến nguy hiểm mới đây đã thổi bùng căng thẳng ở bờ Tây, khu vực vốn đã ở trong trạng thái bất ổn, làm suy yếu chính quyền Palestine. Theo ông, quân đội Israel cần tuân thủ nghĩa vụ quy định bắt buộc theo luật nhân đạo quốc tế, kiềm chế tối đa, chỉ sử dụng vũ lực khi không thể tránh được bảo vệ an toàn cho dân thường. Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng kêu gọi giữ nguyên hiện trạng tại khu đền thiêng al ở Jerusalem, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tuyên bố và hành vi nguy hiểm mang tính kích động của bộ trưởng bộ an ninh Israel sau khi ông này đến thăm địa điểm trên. Cũng về tình hình tại bờ Tây, Tổng thống Ai cập Abdel Fattah el-Sisi đã cảnh báo về những hậu quả nguy hiểm từ tình trạng gia tăng bạo lực ở đây, đồng thời kêu gọi thực hiện các thỏa thuận hợp pháp được quốc tế công nhận về giải pháp hai nhà nước. Tuyên bố của Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết, tại cuộc gặp, Tổng thống NCC và Phái đoàn Quốc hội Mỹ do Thượng nghị sĩ Johnny Ernst dẫn đầu đã thảo luận về những diễn biến mới nhất tại Trung Đông, cũng như các cuộc khủng hoảng vốn đang tác động tiêu cực đến các quốc gia trong khu vực. Ông NCC nhấn mạnh, những hành động làm gia tăng căng thẳng của Israel đang làm phức tạp thêm tình hình tại Trung Đông. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực gia tăng ở các vùng lãnh thổ của Palestine. Ông NCC tái khẳng định Ai Cập cam kết tiếp tục nỗ lực cùng với các bên tích cực để chấm dứt cuộc xung đột vốn đã gây ra thảm họa nhân đạo nghiêm trọng hiện nay ở Gaza. Về phần mình, phái đoàn Quốc hội Mỹ nêu rõ chuyến thăm Trung Đông lần này của họ tập trung vào việc hỗ trợ các nỗ lực đạt được thỏa thuận trao đổi con tin cũng như lệnh ngừng bắn và giảm căng thẳng giữa Israel và Hamas. Các nghị sĩ Mỹ đánh giá cao vai trò của Ai Cập trong việc duy trì an ninh và hỗ trợ các nỗ lực hòa bình trong khu vực. Phái đoàn nghị sĩ Mỹ đặc biệt hoan nghênh những đóng góp quan trọng của Ai Cập vào các nỗ lực chung nhằm giảm căng thẳng cũng như vai trò then chốt của Cairo trong việc cung cấp, điều phối và vận chuyển viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza kể từ khi cuộc xung đột ở giải đất này bắt đầu nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Theo hãng thông tấn Wafa của Palestine, quân đội Israel vừa qua đã tiến hành 4 cuộc đột kích vào các thành phố Jenin Nablus, Tubas và Tulkarem ở bờ tây. Các nguồn tin y tế của Palestine cho biết số người Palestine thiệt mạng ở bờ tây đang tiếp tục tăng kể từ khi cuộc xung đột ở giải Gaza bắt đầu nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Ai cập cùng với Qatar và Mỹ đã thực hiện vai trò trung gian hòa giải trong nhiều tháng nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 10 tháng tại Gaza. Cairo và Doha đã tổ chức các vòng đàm phán gián tiếp gần đây giữa Hamas và Israel. Tuy nhiên, vòng đàm phán mới nhất tại Cairo đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận cuối cùng do các bên vẫn còn bất đồng với các điều kiện thỏa hiệp. Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã tuyên bố để ngỏ cánh cửa nối lại đàm phán với Mỹ xung quanh chương trình hạt nhân đang phát triển nhanh chóng của nước này, đồng thời khẳng định rằng việc hợp tác với đối phương là điều không gây hại. Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia ông Khamenei cho rằng không có rào cản trong việc nối lại hợp tác với Mỹ. Tuy nhiên, ông lưu ý, chúng ta không cần đặt hy vọng vào đối phương hay chờ đợi sự chấp thuận của họ. Phát biểu này được xem là dấu hiệu cho phép chính phủ của Tổng thống Masoud Pezeshkian xóa bỏ các lần danh đỏ, tiến hành đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân Iran. Ông Khamenei là người có tiếng nói quyết định trong các vấn đề chiến lược của Iran. Đã có các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ trong những năm gần đây với sự trung gian của Oman và Qatar hai trong số các bên đối thoại của mỹ tại trung đông liên quan vấn đề iran những phát biểu vừa qua của ông khamenei được đưa ra một ngày sau khi thủ tướng qatar đến thăm quốc gia này về phía washington sau khi phía iran có động thái mới bộ ngoại giao mỹ chia sẻ với ap rằng chúng tôi sẽ đánh giá giới lãnh đạo iran bằng hành động của họ không phải lời nói của họ chúng tôi từ lâu đã nói rằng chúng tôi coi ngoại giao là cách tốt nhất để đạt được giải pháp hiệu quả và bền vững liên quan đến chương trình hạt nhân của iran tuy nhiên hiện tại Chúng ta còn rất xa mới đạt được điều đó, khi xét đến các hành động leo thang của Iran trên mọi phương diện, bao gồm cả hành động leo thang hạt nhân và việc nước này không hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc. Nếu Iran muốn chứng minh sự nghiêm túc hoặc một cách tiếp cận mới, họ nên dừng các hành động gây căng thẳng hạt nhân và bắt đầu hợp tác có ý nghĩa với IAEA. Theo Mỹ đánh giá, kể từ khi thỏa thuận sụp đổ, Iran đã từ bỏ mọi giới hạn mà thỏa thuận đặt ra cho chương trình của nước này và làm giàu uranium lên tới 60% độ tinh khiết, gần mức 90% để chế tạo vũ khí. Các camera giám sát do IAEA lắp đặt đã bị phá hủy, trong khi Iran đã cấm một số thanh tra viên giàu kinh nghiệm nhất của cơ quan này. Các quan chức Iran ngày càng đưa ra nhiều lời đe dọa rằng họ có thể theo đuổi vũ khí nguyên tử. Trong khi đó, căng thẳng giữa Iran và Israel đã lên đến đỉnh điểm xung quanh cuộc xung đột Israel-Hamas ở giải Gaza. Tehran đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa chưa từng có vào Israel vào tháng 4 vừa qua. Vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran cũng khiến Iran đe dọa trả đũa Israel. Tổng thống Pereskiya đã vận động tranh cử thắng lợi một phần dựa trên cam kết sẽ tái hợp với phương Tây thông qua các cuộc đàm phán. Những phát biểu của ông Khamenei với tư cách là nhà lãnh đạo tối cao của Iran có thể sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ông thực hiện điều đó. Bộ trưởng ngoại giao mới của Iran, ông Abbas Arachi cũng đã tham gia sâu vào các cuộc đàm phán về thỏa thuận năm 2015. Trong phát biểu của mình, ông Khamenei có nhắc đến cụm từ rút lui chiến thuật. Sau khi đã làm mọi thứ có thể, đôi khi cần phải rút lui chiến thuật, nhưng chúng ta không nên từ bỏ mục tiêu hoặc quan điểm của mình ngay khi có dấu hiệu khó khăn đầu tiên. Trước mắt đã có thể thấy những khó khăn đến từ cả hai phía. Trong khi Iran vừa có tổng thống mới, Mỹ cũng sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11. Iran lo ngại ông Donald Trump quay trở lại nắm quyền. Mỹ đã tham gia vào các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran dưới thời Tổng thống Joe Biden và vẫn chưa rõ điều đó sẽ được chuyển giao như thế nào nếu Phó Tổng thống Kamala Harris đắc cử. Quan chức cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, ông Joseph Borrell cho biết ông đang hỏi các quốc gia thành viên xem họ có muốn áp các biện pháp trừng phạt một số bộ trưởng Israel hay không. Ông Borrell nói với các phóng viên trước cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao EU tại Bruxelles rằng tôi đã khởi xướng quy trình hỏi ý kiến các quốc gia thành viên xem họ có thấy phù hợp khi đưa vào danh sách trừng phạt một số bộ trưởng Israel, những người đã đưa ra thông điệp hận thù về người Palestine và nêu ra đề xuất đi ngược lại luật pháp quốc tế hay không. Ông không nêu tên bất kỳ bộ trưởng Israel nào mà ông đề cập. Trước đó, ông Borrell nói với CNN rằng ông sẽ đề xuất trừng phạt hai bộ trưởng cực hữu của Israel là ông Bezalel Smotrich và ông Itamar Ben-Gurion. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itama ben và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich đều nắm giữ vai trò quan trọng trong chính phủ liên hiệp của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và ông Netanyahu chắc chắn không muốn làm phật lòng hai đồng minh lớn này. Hồi tháng 6, hai bộ trưởng cực hữu Israel từng dọa từ chức và phá hỏng liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nếu ông chấp nhận đề xuất hòa bình do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra. Cụ thể, Tổng thống Biden nêu ra đề xuất ba giai đoạn của Israel nhằm chấm dứt xung đột ở giải Gaza, trong đó sẽ kết hợp việc thả con tin với lệnh ngừng bắn đầy đủ và hoàn chỉnh. Tuy nhiên, hai thành viên cực hữu trong chính phủ Israel là Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar ben gvir tuyên bố từ chối lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Ngay thời điểm đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng báo hiệu ông chưa sẵn sàng làm dấy lên nghi ngờ về khả năng thành công của đề xuất mà Tổng thống Mỹ Biden nêu ra. Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội khi đó, ông Smotrich cho biết đã nói rõ với Thủ tướng Netanyahu rằng ông sẽ không tham gia nếu chính phủ đồng ý với đề xuất và chấm dứt xung đột mà không loại bỏ Hamas và bảo đảm tất cả con tin được thả. Ông Smotrich muốn tiếp tục chiến dịch tấn công cho đến khi Hamas bị loại bỏ và tất cả các con tin được trao trả, cũng như tạo ra một thực tế an ninh hoàn toàn khác ở giải Gaza và Liban. Trong khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia Ben Gavir cho rằng thỏa thuận này liều lĩnh và mang lại chiến thắng cho chủ nghĩa khủng bố, đồng thời gây nguy hiểm an ninh đối với Israel. Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình, nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị đến với những cập nhật mới nhất diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Mới đây, một video đã ghi lại hình ảnh các máy bay không người lái UAV của lực lượng đặc nhiệm Ukraine phá hủy tổ hợp tác chiến điện tử Sapphire mới nhất của Nga ở vùng Kursk. Trước đó, quân đội Ukraine đã xác định được vị trí của Sapphire trong quá trình trinh sát. Phía Ukraine cho biết, ngoài phá hủy hệ thống tên lửa phòng không Sapphire, đối phương còn phải hứng chịu thương vong. Tuy nhiên, lực lượng đặc nhiệm Ukraine không nêu chính xác con số binh sĩ Nga thiệt mạng và bị thương. Theo tờ Kiev Post, Đoạn video được quay từ camera của UAV Ukraine cho thấy hệ thống của Nga đã bị hư hại. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh thấp khiến việc xác định chính xác tên hệ thống tác chiến điện tử bị tấn công trở nên khó khăn. Hình ảnh còn cho thấy các quân nhân Nga đang cố gắng sơ tán đồng đội bị thương. Vào tháng 7 năm 2023, hãng thông tấn TASS đưa tin rằng lực lượng Nga đã sử dụng hệ thống tác chiến điện tử Sapphire mới lần đầu tiên tại Ukraine. Một nguồn tin từ TASS cho biết Tổ hợp này hoạt động rất tốt, quân đội không thể thực hiện nhiệm vụ của mình nếu không có nó. Hệ thống EVK Sapphire được sử dụng để bảo vệ các đơn vị công binh Nga đang xây dựng chiến hào trước mối đe dọa của UAV Ukraine. Truyền thông Nga khi đó tuyên bố rằng Sapphire có thể chống lại mọi loại máy bay không người lái. Khi phát hiện mối đe dọa, hệ thống có thể ngay lập tức phân loại UAV và đánh giá mức độ nguy hiểm. Sau đó, tổ hợp EVK sẽ phát báo động và bắt đầu gây nhiễu máy bay không người lái của đối phương. Theo nhà sản xuất, Saphir có thể phát hiện và phân loại máy bay không người lái ở khoảng cách lên tới 30 km và tấn công chúng ở phạm vi lên tới 5 km. Theo Militani, Saphir thường được đặt trên khung gầm của xe dân sự Mercedes-Benz Sprinter. Tổ hợp này có một cột thu phát đặc trưng với nhiều anten đa hướng để phát hiện và gây nhiễu vũ khí đối phương. Vũ khí tác chiến điện tử được xem là sát thủ vô hình vì chúng không bắn ra bất cứ viên đạn nào, không dùng thuốc nổ nhưng có thể khiến vũ khí của đối phương bị hỏng, bị phá hủy trên chiến trường. Cả Nga và Ukraine đã phụ thuộc rất nhiều vào các chiến thuật tác chiến điện tử trong suốt cuộc xung đột khi dựa vào các công nghệ rẻ tiền nhưng hiệu quả cao để can thiệp vào quá trình nhắm mục tiêu của các loại vũ khí tấn công chính xác như UAV tấn công và đạn dẫn đường. Hải quân Ukraine mới đây đã ra thông báo cho biết một tàu chiến Nga được trang bị tên lửa hành trình Kalib đã xuất hiện ở Biển Đen sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại khu vực. Cơ quan này cho biết không có tàu nào của Nga xuất hiện ở biển Azov. Tuy nhiên, tại biển Địa Trung Hải có tới 3 tàu chiến, trong đó có một tàu có khả năng phóng 8 tên lửa Kalib. Gần đây, theo không quân Ukraine, Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau trong trận tập kích, bao gồm 28 tên lửa hành trình Kalib được phóng từ tàu chiến mặt nước và tàu ngầm ở phía đông Biển Đen. Việc hạm đội Biển Đen của Nga tham gia vào trận tập kích trên cho thấy hạm đội này vẫn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, mặc dù phải chịu tổn thất nặng nề. Trước đây, Ukraine từng tuyên bố đã đánh chìm, làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 1 phần 3 hạm đội Biển Đen. Để đối phó với mối đe dọa từ Hải quân Nga, Ukraine đã sử dụng các xuồng không người lái, USV tự chế và tên lửa chống hạm để tấn công. Những cuộc tập kích liên tiếp của Ukraine đã buộc hạm đội Biển Đen phải phân tán lực lượng khỏi trụ sở chính trên bán đảo Crimea và di rời đến phía đông Biển Đen nơi Nga phóng loạt tên lửa Kalib và Ukraine gần đây nhất. Quân đội và lực lượng an ninh Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào xuồng không người lái hải quân và tên lửa chống hạm nội địa để kiềm chế sức mạnh hải quân Nga. Hải quân Nga đã bắt đầu triển khai lực lượng ở biển Azov, nơi được bảo vệ chặt chẽ hơn để bắn tên lửa vào Ukraine vì Moscow cho rằng nơi này an toàn hơn biển đen. Nga cũng được cho là đang thiết lập một căn cứ khác trên biển đen ở Abkhazia, một khu vực ly khai của Georgia các động thái này giúp tách biệt các khí tài của Nga ở Biển Đen ra xa tầm tấn công của Ukraine. Vào đầu năm nay, một phát ngôn viên của Hải quân Ukraine thừa nhận, dù chịu tổn thất, nhưng Nga vẫn duy trì sự hiện diện nghiêm túc trên Biển Đen khi kết hợp sức mạnh của các tàu mang tên lửa, tàu ngầm và tàu tuần tra. Cách đây vài tuần, lần đầu tiên ba tàu ngầm mang theo tên lửa hành trình của Nga đã cùng xuất hiện ở Biển Đen. Sputnik News đưa tin đại diện cấp cao Liên minh châu Âu-EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell cho rằng các quốc gia thành viên trong khối nên dỡ bỏ hoàn toàn các quy định hạn chế đối với những cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Trước đó, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov đã lên tiếng chỉ trích cuộc thảo luận về khả năng cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Phát biểu trước thềm hội nghị Ngoại trưởng EU tại Bruxelles với sự tham dự của Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba, ông Borrell nêu rõ những hạn chế sử dụng vũ khí như vậy phải được dỡ bỏ hoàn toàn để Ukraine có thể tự vệ. Các thiết bị mà chúng ta cung cấp cho Ukraine phải được sử dụng đầy đủ để nước này có thể tấn công những nơi mà từ đó Nga tấn công họ. Bên cạnh đó, quan chức hàng đầu EU tuyên bố khối này đã bắt đầu chuyển hướng doanh thu từ tài sản bị phong tỏa của Nga để thanh toán cho các nguồn cung cấp quân sự cho Ukraine. Ông Borrell khẳng định 1,4 tỷ euro, tương đương 1,55 tỷ đô la Mỹ đã được chuyển. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hungary, ông Peter Szijjato tuyên bố Budapest phản đối những cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa vào lãnh thổ Nga do nguy cơ gia tăng căng thẳng xung đột nghiêm trọng, đồng thời khẳng định Hungary sẽ bảo vệ lập trường hòa bình tại hội nghị của các ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu EU ở Bruxelles. Phát biểu trên mạng xã hội, ông Szijjato chia sẻ, nếu ngày càng có nhiều vũ khí xuất hiện trên lãnh thổ ukraine nếu có những cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ nga thì nguy cơ xung đột sẽ gia tăng và các mối đe dọa sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn chúng tôi không muốn đối diện với nguy cơ này đó là lý do chúng tôi cũng sẽ trình bày lập trường hòa bình tại bruxelles ngay sau khi cuộc xung đột với nga nổ ra tổng thống volodymyr zelensky đã kêu gọi những người nước ngoài đến ukraine tham chiến vì hòa bình và dân chủ sau đó quân đoàn quốc tế bảo vệ lãnh thổ ukraine ildu ra đời nhiều người đã đáp lại lời kêu gọi của tổng thống zelensky chẳng hạn như bên ngoài đại sứ quán ukraine ở anh hàng dài người đã xếp hàng để đăng ký tham gia ildu ildu đã kết nạp những tân binh này một số có kinh nghiệm quân sự một số thì không quân đoàn này đã triển khai lực lượng trên khắp tiền tuyến trong một số trận chiến ác liệt nhất của cuộc xung đột, nơi nhiều thành viên của họ thiệt mạng. Theo Business Insider, những người tham gia quân đoàn quốc tế ở Ukraine gồm một nhóm hỗn hợp gồm các cựu chiến binh có kinh nghiệm chiến đấu, những người tìm kiếm sự nổi tiếng và những người đang tìm cách thể hiện bản thân nhưng hoàn toàn không phù hợp với vai trò quân sự trong vùng chiến sự. Một số người thậm chí không chịu đựng được sau vài tuần tham gia. Ukraine ban đầu cho biết 20.000 tình nguyện viên nước ngoài đã đăng ký tham gia chiến đấu. Ông Alexander Sahuri, người phát ngôn quân đoàn quốc tế trên cho biết, những người tham gia đến từ hơn 100 nước. Trao đổi với hãng tin RIA Novosti mới đây, ông Rodion Mirosnik, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, quân đội Nga được giao nhiệm vụ thu thập thông tin chi tiết về lính tư nhân ở Ukraine. Ông nói, tính đến thời điểm hiện tại, hơn 4.000 lính tư nhân đã được xác định cùng với tất cả dữ liệu cần thiết. Trong một số trường hợp, các cuộc điều tra trước khi xét xử đã được hoàn tất. Kiev tuyên bố người nước ngoài tham gia chiến đấu đều tình nguyện gia nhập hàng ngũ Ukraine vì cùng chung ý thức hệ. Trong khi đó, Nga coi lực lượng này là những tay súng tư nhân và cáo buộc các quốc gia phương Tây tạo điều kiện cho Ukraine tuyển dụng cựu binh của họ. Ông Mirosnik nhấn mạnh rằng những lính tư nhân chạy trốn khỏi Ukraine đến các quốc gia khác vẫn phải chịu trách nhiệm về những hành động chống lại Nga khi được Kiev trả lương ở diễn biến đáng chú ý, tờ Bill dẫn một số nguồn tin giấu tên cho hay tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine Alexander Pavliuk đã bí mật gặp gỡ các chỉ huy lực lượng lục quân từ 35 quốc gia, chủ yếu là châu Âu, tại Đức. Theo tờ báo, cuộc họp kín đã diễn ra tại thành phố Dresden từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8. Trong bối cảnh các biện pháp an ninh được tăng cường, sự kiện được tổ chức theo lời mời của Tổng tham mưu trưởng lục quân Đức, Trung tướng Alphonse Meiss tư lệnh lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi Daryl Williams cùng đại diện Mỹ tham dự sự kiện này. Theo nguồn tin giấu tên, giới chức tham dự sự kiện được yêu cầu không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về cuộc họp trên mạng xã hội để không trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công gián điệp. Sự kiện này trưng bày các mẫu thiết bị quân sự mới nhất của Đức, chẳng hạn hệ thống phòng không Sky Ranger có bánh xích trị giá 18 triệu euro, có thể bắn hạ thiết bị bay không người lái từ khoảng cách 3 km. Một vũ khí khác được trưng bày tại sự kiện là lựu pháo RCH-155 không người lái, có bánh xích trị giá 10 triệu euro, có thể tấn công mục tiêu khi đang di chuyển. Ukraine dự kiến nhận được 54 khẩu lựu pháo này vào năm 2025. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Ukraine và Nga gia tăng căng thẳng sau khi Kiev bất ngờ tiến hành chiến dịch tấn công tỉnh biên giới Kursk. Trong khi đó, Moscow đang triển khai quân để đối phó với lực lượng kỳ ép cả ở mặt trận biên giới Kursk và các khu vực trên lãnh thổ Ukraine. Sputnik đưa tin, người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Pechenko vừa cho biết các nhà điều tra đã khởi tố vụ án hình sự đối với cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pavel Popov vì tội gian lận theo quy định của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga. Bà Pechenko nêu rõ, cơ quan điều tra quân sự thuộc Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự đối với cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, tướng Pavel Popov. Ông ta bị nghi ngờ thực hiện hành vi gian lận, tội danh được quy định trong khoản 4, điều 159 Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga. Theo kết quả điều tra, từ năm 2021 đến năm 2024, ông Popov với trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng và vận hành công viên Patriot đã có nhiều hành vi trục lợi. Ông Popov được cho là đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật cùng với giám đốc công viên Vyacheslav Akhmedov và Phó Cục trưởng Cục Phát triển Sáng tạo của Bộ Quốc phòng Nga, Vladimir Sesterov, những người đã bị truy tố trước đó. Theo Ủy ban Điều tra Nga, ông Popov đã sử dụng nguồn tài chính từ hoạt động của công viên Patriot để tổ chức xây dựng công trình trên khu đất riêng của mình ở quận Krasnogorsk, ngoại ô Moscow. Ngoài ra, ông Popov còn sử dụng vị thế của mình để yêu cầu các lãnh đạo doanh nghiệp có hợp đồng với công viên Patriot thực hiện việc xây khu nhà nghỉ của cá nhân ở ngoại ô mà không trả tiền. Bà Petrenko cho biết, quá trình điều tra cho thấy, ông Popov và người thân sở hữu nhiều bất động sản ở những khu vực đắt đỏ tại Moscow, ngoại ô Moscow và vùng Krasnodar, với tổng giá trị lên đến 500 triệu rúp. Các điều tra viên đang xem xét nguồn gốc tài chính của những tài sản này. Hồi giữa tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cách chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng của ông này. Công viên Patriot mở cửa vào năm 2015 gần bảo tàng xe tăng Kubinka nổi tiếng ở tỉnh Moscow. Công viên rộng trên 3.500 hecta và có nhà thờ lực lượng vũ trang, một số bảo tàng, một trung tâm hội nghị và các cơ sở hạ tầng khác. Gần đây, công viên đã trưng bày triển lãm vũ khí hạng nặng do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sản xuất mà lực lượng Nga đã thu giữ được từ Ukraine. Trong vài tháng gần đây, nhiều quan chức cấp cao khác của Bộ Quốc phòng Nga cũng đã bị truy tố, bao gồm cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Timur Ivanov và cựu phó tổng tham mưu trưởng Vadim Samarin. Các nhân vật này đều bị cáo buộc liên quan đến hành vi tham nhũng. Lực lượng không quân Ukraine thông báo Nga phóng 5 tên lửa và 74 máy bay không người lái UAV xa hết vào các mục tiêu của Ukraine vào dạng sáng 29 tháng 8. Hệ thống phòng không Ukraine chặn được 2 tên lửa và 60 UAV, trong khi 14 UAV khác có lẽ đã rơi trước khi tiếp cận mục tiêu chính quyền thủ đô Kiev cho biết các mảnh vỡ của UAV bị phá hủy rơi xuống ba quận của thành phố, gây thiệt hại nhỏ cho cơ sở hạ tầng dân sự nhưng không có thương vong. Các mảnh vỡ rơi xuống cũng gây ra đám cháy trong khuôn viên của một doanh nghiệp tư nhân ở khu vực miền trung Chekasky. Khoảng 75 nhân viên cứu hộ đã dập tắt đám cháy lan rộng trên 2.700 m vuông. cơ quan khẩn cấp nhà nước Ukraine cho biết. Đây là cuộc không kích quy mô lớn của Nga và Ukraine lần thứ ba trong vòng 4 ngày qua. Vừa qua, Moscow phóng hơn 100 tên lửa và 100 UAV Shahed nhằm vào các cơ sở năng lượng trên đất Ukraine. Sau đó, Nga tiếp tục phóng 10 tên lửa và 81 UAV Shahed vào lãnh thổ Ukraine. Cuộc tấn công mới nhằm vào hệ thống lưới điện, buộc Kiev phải đưa ra lệnh cắt điện khẩn cấp hoặc luân phiên trong tuần này để cố gắng giữ lưới điện ổn định. Các quan chức Ukraine gần đây đã lên tiếng nhiều hơn trong việc yêu cầu các nước phương Tây gỡ bỏ hạn chế đối với mục tiêu mà Ukraine được phép nhắm tới bên trong nước Nga bằng vũ khí tầm xa mà họ cung cấp tổng thống ukraine volodymyr zelensky một lần nữa kêu gọi các đồng minh phương tây cởi chó cho ông trong việc quyết định tấn công vào lãnh thổ nga ông zelensky nói không nên có bất kỳ hạn chế nào về phạm vi vũ khí đối với ukraine chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh rằng việc dỡ bỏ các hạn chế mục tiêu tấn công tầm xa đối với ukraine sẽ giúp chúng ta sớm chấm dứt chiến tranh theo cách công bằng cho ukraine và toàn thế giới tuy nhiên mỹ vẫn giữ nguyên lập trường của mình Chính sách của chúng tôi không thay đổi. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder tuyên bố ngày 27 tháng 8. Các hạn chế này như một lời tuyên bố rằng Mỹ và các đồng minh không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, dù đã gửi cho Kiev hàng tỷ đô la Mỹ tiền vũ khí, đạn dược, thiết bị và tiền mặt. Ở diễn biến ngược lại, quân đội Nga thông báo đã ngăn chặn một cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng của họ đã phá hủy 3 thiết bị không người lái trên biển của Ukraine nhằm vào Crimea. Ông Mikhail Ravoyev, thống đốc thành phố Sevastopol ở phía tây nam bán đảo Crimea cho biết thêm rằng 4 UAV và 3 thiết bị không người lái trên biển của Ukraine đã bị phá hủy ở khoảng cách đáng kể so với bờ biển của bán đảo. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng xác nhận những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các kho dầu sâu bên trong nước Nga trong tuần này. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội Telegram lữ đoàn cơ giới số 28 của Ukraine đã bắn hạ một máy bay Su-25 của Nga trên hướng Kramatorsk. Trước đó, nhóm tác chiến Khotysia của Ukraine hoạt động tại Donetsk cho biết các đơn vị phòng không của lữ đoàn cơ giới độc lập số 28 đã bắn hạ chiếc cường kích của không quân Nga bằng hệ thống phòng không di động Manpass. Nhóm Khotysia cho biết trong một tuyên bố trên Telegram, chiếc máy bay Nga đã tìm cách bắn vào các vị trí của các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ. Nhóm này thông báo một chiếc Su-25 của Nga nữa đã cháy trên thảo nguyên Donbass của Ukraine. Không quân của Nga đã mất đi thêm một máy bay và đề cập đến một khu vực bao gồm các vùng Donetsk và Lugansk do Ukraine kiểm soát. Nhóm tác chiến Khotisya cho biết số phận của phi hành đoàn vẫn chưa được biết. Trong khi đó, tờ Daily Mail của Anh cũng đưa tin về vụ việc dẫn các nguồn tin Ukraine nói rằng một cường kích su khôi Su-25 được nhìn thấy phát nổ thành quả cầu lửa khi bay qua các vị trí của Ukraine xung quanh Kramatorsk. Chiếc máy bay buộc phải thả bẫy nhiệt để đánh lạc hướng tên lửa tầm nhiệt khi bay thấp cùng một máy bay khác, nhưng được cho là đã bị tên lửa phòng không bắn trúng trước khi lao xuống đất. Moscow hiện chưa chính thức xác nhận về tuyên bố bắn hạ Su-25 của Kiev. Theo tờ Newsweek, không quân Nga đã phải chịu tổn thất lớn kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Trang web phân tích tình báo quốc phòng nguồn mở Oris của Hà Lan đã xác nhận trực quan rằng 112 máy bay của Nga đã bị phá hủy và 15 máy bay bị hư hại kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine. Oryx cũng đã xác nhận trực quan rằng 94 máy bay của Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, với 3 máy bay bị hư hại và một máy bay bị bắt giữ. Nga đang tập trung phần lớn nguồn lực của mình vào việc chiếm giữ thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng cho các lực lượng Ukraine trong khu vực. Các cuộc tấn công của Nga bên trong lãnh thổ Ukraine cũng đã gia tăng trong những ngày gần đây, với một số khu vực của Ukraine bị tấn công ngồ hạt bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thề sẽ trả đũa và đề nghị các đồng minh tăng cường cung cấp đạn dược cho Kiev. Trong một cuộc họp báo, ông Zelensky kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm máy bay phản lực F-16 và tiết lộ một số máy bay đã được sử dụng để bắn hạ tên lửa của Nga trong các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Ukraine. Ông Zelensky cũng chia sẻ rằng Ukraine đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo đầu tiên do nước này sản xuất. Kiev đặt mục tiêu phát triển tên lửa và phần cứng phụ trợ của riêng mình để giảm sự phụ thuộc vào viện trợ của phương Tây. Mới đây, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu, EU, phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell cho biết, EU vẫn chưa thể phân bổ 6 tỷ euro, tức khoảng 6,6 tỷ đô la Mỹ, từ Quỹ Hòa bình châu Âu để chi trả cho các nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine, với lý do các quốc gia thành viên trong khối thiếu sự thống nhất. Phát biểu trước thềm hội nghị ngoại trưởng EU tại Bruxelles, Bỉ, với sự tham dự của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, ông Borrell nói rằng một số nước thành viên đang lưỡng lự, chúng ta vẫn có khoảng 6 tỷ euro bị đóng băng, không thể dùng để hoàn trả chi phí viện trợ cho Ukraine. Hiện Hungary vẫn chưa đồng ý chuyển 6 tỷ euro cho các nước EU để chi trả cho hoạt động cung cấp vũ khí cho Kiev. Bên cạnh đó, ông Borrell tuyên bố khối này đã bắt đầu chuyển doanh thu từ tài sản bị phong tỏa của Nga để thanh toán cho các nguồn cung cấp quân sự cho Ukraine. Ông Borrell khẳng định 1,4 tỷ euro, tương đương với 1,55 tỷ đô la Mỹ đã được chuyển. Theo quan chức EU, ngoại trưởng các nước thành viên sẽ thảo luận về việc cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine. Đây sẽ là vấn đề đầu tiên được đưa ra thảo luận tại hội nghị ngoại trưởng EU sắp diễn ra. Trong bối cảnh Nga đang gia tăng lực lượng áp đảo Ukraine trên khắp các mặt trận, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng thừa nhận Ukraine không có tiền để tự sản xuất vũ khí, trong khi các nguồn viện trợ từ các nước phương Tây đang trứng lại. Phát biểu trong một cuộc họp, ông Zelensky lưu ý rằng ông cũng muốn tăng nguồn cung viện trợ quân sự của phương Tây cũng như đẩy nhanh nguồn viện trợ đến Ukraine. Cho đến nay, Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, đứng thứ hai là Đức. Theo các quan chức phương Tây, Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào các chuyến hàng viện trợ của phương Tây để đối phó với kế hoạch quân sự của Nga. Tuy nhiên, mối lo ngại về việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tái đắc cử vào tháng 11 làm dấy lên câu hỏi về tương lai của các gói viện trợ quân sự lớn dành cho Kiev. Trước đây, ông Trump cáo buộc các đồng minh NATO lợi dụng sự hào phóng về an ninh của Mỹ ở châu Âu. Khi viện trợ nước ngoài bắt đầu nhỏ giọt, Ukraine đã quyết định củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng trong nước để đảm bảo tự sản xuất được vũ khí đối phó với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng tuyên bố, ngành công nghiệp quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước sẽ đóng một vai trò quan trọng trong khả năng tự vệ lâu dài của nước này. Theo trang The Guardian của Anh, trong khi phần lớn Ukraine vẫn đang trải qua giai đoạn cuối mùa hè nóng lực, các cuộc không kích của Moscow vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev trong tuần này đã làm nổi bật mối lo ngại về những tháng mùa đông lạnh giá khắc nghiệt sắp tới. Bà Natalia Sapovan, hiệu trưởng Viện Kinh tế Kiev nhận định, mùa đông năm nay chắc chắn sẽ rất khắc nghiệt. Đài RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng quân đội nước này đã thực hiện cuộc tấn công chính xác cao bằng thiết bị bay không người lái vũ khí tầm xa phóng từ trên không và trên biển nhằm vào Ukraine. Mục tiêu của cuộc tấn công là các cơ sở hỗ trợ cho Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng ở hầu hết các khu vực đã bị tấn công. Ông gọi đây là một trong những cuộc tấn công kết hợp lớn nhất mà Ukraine phải hứng chịu trong nhiều tháng. Theo các nhà quan sát, trong khi các cuộc không kích mùa xuân thường nhắm vào công suất phát điện, các cuộc tấn công mới nhất chủ yếu tập trung vào cơ sở hạ tầng phân phối, chẳng hạn các trạm biến áp điện. Cuộc tấn công đã dẫn đến tình trạng mất điện khẩn cấp trên khắp cả nước, sau đó giảm dần thành tình trạng cắt điện luân phiên, ảnh hưởng đến cả thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác. Bộ trưởng năng lượng Ukraine Geman Galushchenko mô tả tình hình hiện tại rất khó khăn. Nhiều ước tính cho thấy, ngay cả trước các cuộc không kích tuần này, Nga đã phá hủy khoảng một nửa công suất năng lượng của Ukraine. Công tác sửa chữa đã được tiến hành trong suốt mùa hè, song Kiev vẫn đối mặt với nỗi lo các cuộc không kích tiếp theo có thể biến một tình huống khó khăn thành thảm khốc. Ông Andrian Prokip, chuyên gia năng lượng tại Viện Kennan ở Washington DC cho rằng không dễ để cải thiện tình hình, nhưng các cuộc tấn công tiếp theo có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tại một hội nghị hồi tháng 6 ở Berlin, Tổng thống Zelensky cũng đã cáo buộc Nga đã phá hủy 80% sản lượng điện nhiệt và 1 phần 3 sản lượng thủy điện của Ukraine. Ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Zelensky cho hay, đó là một đòn tấn công lớn và cuộc đánh giá vẫn đang diễn ra. Chúng tôi biết điều gì cần thiết, công việc sửa chữa và song song đó là tăng cường hỗ trợ phòng không. Viện của bà Sapovan ước tính rằng kể từ khi triển khai kế hoạch quân sự, các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine đã gây ra thiệt hại 16 tỷ đô la Mỹ cũng như 40 tỷ đô la Mỹ doanh thu giới chuyên gia nhận định ukraine hiện tại chắc chắn đã chuẩn bị tốt hơn cho mùa đông so với thời điểm bắt đầu cuộc xung đột các bệnh viện cơ sở hạ tầng quan trọng và nhiều doanh nghiệp đều được trang bị máy phát điện ở kiev cuộc sống vẫn diễn ra gần như bình thường trong thời gian cắt điện kéo dài trong tuần này tại các quán cà phê nhà hàng và các doanh nghiệp khác những máy phát điện nhỏ được lắp đặt và vận hành ở bên ngoài nhưng việc cắt điện thường xuyên dự kiến diễn ra trong mùa đông có thể gây ra một loạt các hiệu ứng dây chuyền. Tình trạng mất điện liên tục cũng có thể gây ra thảm họa cho ngành công nghiệp nặng ở phía đông đất nước. Bà Sapovan cho biết có rất nhiều câu chuyện lớn nhỏ xảy ra do tình trạng mất điện. Ở nhiều nơi về phía đông, nơi mà mối đe dọa về các cuộc tấn công diễn ra thường xuyên, thiếu điện khiến việc cung cấp năng lượng cho các thiết bị và truy cập Internet trở nên khó khăn hơn. Ở một số tòa nhà cao tầng, tình trạng mất điện khiến nước không thể bơm lên các tầng cao hơn kịch bản ngay tận thế chính là các cuộc không kích của Nga gây ra tình trạng thiếu nước và điện nghiêm trọng. Tháng 6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Bruxelles có kế hoạch tài trợ cho việc phát triển các máy phát điện quy mô nhỏ trên khắp Ukraine. Bà cho biết mục đích là giúp phân cấp hệ thống điện và do đó tăng khả năng phục hồi của Ukraine. Điện Kremlin vừa cảnh báo, người tiêu dùng châu Âu sẽ chịu thiệt nếu Ukraine từ chối gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ nước này. Phát biểu tại một cuộc họp báo vừa qua, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, nếu Ukraine quyết định không gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt, điều này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của người tiêu dùng châu Âu, những người vẫn sẵn sàng mua nhiều khí đốt Nga được đảm bảo và giá cả phải chăng hơn, rẻ hơn khí đốt từ các nguồn khác, chủ yếu là từ Mỹ. Tuy nhiên, theo quan chức điện Kremlin, Moscow đã có phương án đối phó việc Kiev chấm dứt thỏa thuận trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu. Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho hay, có những tuyến đường thay thế, chúng tôi có kế hoạch xây dựng một trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Công việc này đang được tiến hành. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Kiev không có kế hoạch gia hạn thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga. Tuy nhiên, theo Tổng thống Ukraine Zelensky, Ukraine sẽ xem xét các yêu cầu của các công ty châu Âu về việc trung chuyển khí đốt từ các nguồn khác được EU làm trung gian. Thỏa thuận kéo dài 5 năm giữa Kiev và Moscow được ký kết vào năm 2019. Quy định rằng gã khổng lồ năng lượng của Nga, Gazprom, vận chuyển 65 tỷ mét khối khí đốt qua Ukraine đến châu Âu vào năm 2020 và 40 tỷ mét khối hàng năm từ năm 2021 đến năm 2024. Bộ trưởng năng lượng Ukraine German Galushchenko trước đó đã xác nhận Kiev không có kế hoạch gia hạn thỏa thuận. Gazprom từng là nhà cung cấp khí đốt chính của EU đã giảm đáng kể lượng xuất khẩu sang khối này vào năm 2022 sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream. Các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine do EU áp dụng đối với Nga cho đến nay vẫn chưa nhằm vào khí đốt qua đường ống, nhưng nhiều thành viên bao gồm Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan, Hà Lan và Đan Mạch đã tự nguyện dừng nhập khẩu. Tuy nhiên, một số quốc gia EU bao gồm Áo, Slovakia, Cộng hòa Séc và Italia vẫn đang nhập khẩu khí đốt qua đường ống của Nga. Có những lo ngại rằng dòng khí có thể dừng lại sớm sau cuộc tấn công quân sự của Kiev vào tỉnh Kursk của Nga, nơi có điểm trung chuyển khí đốt và Ukraine sút ra. Quay trở lại với những biến động địa chính trị trên thế giới được cập nhật trong suốt 24 giờ qua, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Quân đội Belarus đã quyết định tăng cường đáng kể lực lượng tại khu vực biên giới theo hướng Ukraine sau khi Minsk cáo buộc có những động thái thiếu thiện trí từ phía chính quyền Kiev. Theo chính quyền Minsk, lực lượng vũ trang Ukraina đã sử dụng không phận của nước này để phóng máy bay không người lái cảm tử qua đó rồi vòng sang tấn công các khu vực của Nga. Điều này phần nào gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với công dân Belarus. Trước tình hình trên, các đơn vị cơ giới của nước này đã nhận lệnh tiến tới biên giới giáp Ukraina. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên ký hiệu chiến thuật B được nhìn thấy sơn trên các loại xe bọc thép, bao gồm cả xe tăng. Trước đó xuất hiện thông tin về việc quân đội Belarus có ý định tiến hành một số cuộc tập trận quân sự, bao gồm cả kịch bản ngăn chặn một cuộc xâm nhập từ lãnh thổ láng giềng. Có rất nhiều ý kiến đánh giá về ý nghĩa của dấu hiệu chiến thuật B. Đây có thể đơn giản chỉ là chữ cái đầu tiên trong tên của đất nước Belarus, khi Minsk quyết định sử dụng nó để huấn luyện quân sự. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đi xa hơn, khi cho rằng chữ cái B này ám chỉ việc Belarus sẵn sàng mở mặt trận thứ hai. Nhận định này dành cho những người theo thuyết âm mưu nhiều hơn. Tuy nhiên, trong tình hình xung đột địa chính trị gia tăng trong khu vực. Belarus rõ ràng cảm thấy cần phải giữ biên giới của mình với cả Ukraine và với các nước thuộc khối quân sự Bắc Đại Tây Dương, NATO, trong tình trạng kiểm soát đặc biệt. Vấn đề cần lưu ý nữa, đó là Bộ Ngoại giao Ukraine đã đưa ra cảnh báo tất cả nơi tập trung quân, cơ sở và tuyến đường tiếp tế ở Belarus có thể sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp. Bộ Ngoại giao Ukraine đã kêu gọi lãnh đạo Belarus thực hiện yêu cầu rút quân khỏi biên giới với nước này. Trong tuyên bố chính thức được công bố gần đây Kiev kêu gọi Minsk không phạm phải những sai lầm có thể gây ra bi kịch cho đất nước. Việc Belarus tuyên bố triển khai một phần ba quân đội sát biên giới Ukraine có thể là một trong những nỗ lực nhằm đánh lạc hướng Ukraine, khiến Kiev gian trải lực lượng trong bối cảnh cuộc đột kích vào Nga. Tuy vậy, theo ông Matthew Bolick, một thành viên tư vấn tại tổ chức Chatham House có trụ sở tại London, đây có thể là cách mà Nga và đồng minh Belarus đang tạo cảm giác rằng Moscow sắp phản công từ lãnh thổ Belarus nhằm chuyển hướng dư luận khỏi cuộc đột kích của Ukraine vào vùng biên giới Kursk. Tuy nhiên, chuyên gia Bolik cho rằng có khả năng Belarus sẽ không đưa quân đội của mình tham chiến. Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ cũng chỉ ra Belarus sẽ không mạo hiểm tham gia vào xung đột Ukraine. Theo ISV, Belarus có thể nhằm mục đích đánh lạc hướng lực lượng Ukraine từ phía đông và phía nam và kéo họ dọc theo một mặt trận rộng hơn. Trong bối cảnh đó, các nhà ngoại giao Ukraine nhấn mạnh rằng những hành động được coi là không thân thiện từ Minsk phải dừng ngay lập tức và rút quân về một khoảng cách an toàn so với biên giới, vượt quá tầm bắn của các hệ thống hỏa lực hiện có đang phục vụ trong quân đội Belarus. Bộ ngoại giao Ukraine cũng cảnh báo rằng trong trường hợp xảy ra vi phạm biên giới quốc gia, lực lượng vũ trang Ukraine sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ. Và tất cả các điểm tập trung quân, cơ sở cũng như tuyến đường tiếp tế trên đất Belarus sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Ukraine. Một tiêm kích của Belarus được cho là đã lần đầu tiên đuổi theo và tấn công chiếc máy bay không người lái UAV của Nga bay vào không phận nước này. Theo tờ Kiev Independent, đây là thông tin được nhóm giám sát quân sự độc lập Belaruski Hajun công bố. Chiếc UAV Sahet của Nga được cho là bay vào không phận Belarus khi đang triển khai tấn công vào Ukraine. Mặc dù các UAV Nga được báo cáo đã nhiều lần bay về phía Belarus trong các cuộc không kích vào Ukraine, nhưng đây là trường hợp đầu tiên máy bay của không quân Belarus cố gắng bắn hạ UAV Nga. Theo nhóm Belarusian Hajun, UAV Sahet đã bay vào quận Jensk thuộc vùng Holmen vào khoảng 3 giờ 30 phút theo giờ địa phương ngày 29 tháng 8. Sau khi UAV đi vào không phận Belarus, một tiêm kích đã truy đuổi UAV trong khoảng 20 phút. Nhóm giám sát cho biết thêm, ít nhất hai vụ nổ đã được nghe thấy ở quận Jensk vào khoảng 3 giờ 55 phút và có thể nhìn thấy ánh sáng rực trên bầu trời. Belarusian Hazun chia sẻ, đây có lẽ là trường hợp đầu tiên được ghi nhận khi một chiến đấu cơ của không quân Belarus cố gắng loại bỏ một mục tiêu quân sự thực sự trên bầu trời. Tuy nhiên, nhóm này không nói rõ số phận cuối cùng của chiếc UAV Nga hay liệu mảnh vỡ của UAV có được tìm thấy hay không. Phía Bộ Quốc phòng Nga và Belarus cũng chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Ông Lukashenko là đồng minh vững chắc của Tổng thống Nga Vladimir Putin và đất nước của ông đã sát cánh cùng Nga trong suốt cuộc xung đột với Ukraina, Belarus cũng từng cho phép quân đội Nga sử dụng lãnh thổ để phát động cuộc xung đột ở Ukraina hồi tháng 2 năm 2022. Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng việc Belarus cho phép binh sĩ Nga đồn trú trên lãnh thổ của nước này sẽ là vùng đệm giúp Moscow tấn công Ukraina từ phía bắc. Các đồng minh phương Tây của Ukraina, đặc biệt là Mỹ đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt đối với Belarus vì nước này ủng hộ kế hoạch quân sự của Nga, bao gồm các lệnh trừng phạt tài chính, kiểm soát xuất khẩu, hạn chế không phận và hạn chế thị thực đối với các quan chức. Song cho đến nay, Belarus vẫn tránh trực tiếp tham gia vào xung đột quân sự với Ukraine. Song giới chuyên gia cho rằng việc Belarus tăng cường binh lực dọc biên giới hiện nay làm dấy lên lo ngại về sự thay đổi đó. Ông Matthew Bolger, thành viên tư vấn tại tổ chức nghiên cứu Chatham House, có trụ sở tại London, hoài nghi về việc Belarus điều lực lượng ra tiền tuyến. Ông cho rằng đối với Nga, việc đảm bảo Belarus làm bệ phóng cho các hoạt động quân sự có giá trị hơn là kéo nước này tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Theo ông, nếu xung đột Ukraine-Belarus xảy ra, điều này sẽ gây ra nhiều bất ổn hơn mức cần thiết với nguy cơ gây mất ổn định ở Minsk và thúc đẩy phản ứng quốc tế gay gắt tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ đã bản giao chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đầu tiên cho Ba Lan. Tướng Ireneus Novak, Tổng Thanh tra Lực lượng Không quân Ba Lan cho biết, chiếc máy bay này sẽ đóng góp lớn cho sự an toàn của Ba Lan cũng như uy tín và khả năng gian đe của NATO. Vì vậy, chúng tôi sẽ sử dụng nó và đạt được mục tiêu của mình. Phát biểu trước các phi công Ba Lan tham dự lễ bản giao F-35, tướng Novak chúc họ may mắn. Ông hy vọng Ba Lan sẽ không cần sử dụng F-35 trong chiến đấu, mà chỉ sử dụng nó để gian đe. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk tuyên bố Ba Lan là quốc gia duy nhất trên thế giới có chung đường biên giới với Nga, Ukraine và Belarus. Để bảo vệ biên giới, chúng ta cần trang bị tốt nhất, năng lực tốt nhất và những người bạn tốt nhất. Hạ nghị sĩ Mỹ Mark Vesey lưu ý, chúng tôi hoàn toàn không muốn cuộc xung đột ở Ukraine lan rộng khắp phần còn lại của châu Âu. Đó là lý do tại sao chúng tôi tổ chức lễ bàn giao F-35. Chiếc F35 được bàn giao là chiếc đầu tiên trong số 32 máy bay mà Ba Lan mua của Mỹ, hợp đồng trị giá 4,6 tỷ đô la Mỹ, ký năm 2020. Trong đơn đặt hàng còn có 33 động cơ F135 do Pratt Whitney sản xuất, các dịch vụ đào tạo và hậu cần. Hồi đầu tháng 7, Bộ ngoại giao Mỹ đã công bố thỏa thuận cho Ba Lan vay trực tiếp 2 tỷ đô la Mỹ theo chương trình Tài trợ quân sự nước ngoài (FMF) nhằm hỗ trợ quốc gia châu Âu hiện đại hóa quốc phòng. Theo bộ trên, Ba Lan là đồng minh của Mỹ và thỏa thuận này sẽ góp phần củng cố sườn phía đông của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Khoản vay nói trên sẽ được dùng để mua sắm khẩn cấp các thiết bị quân sự và dịch vụ quốc phòng của Mỹ. Trước đó, một thỏa thuận cho vay tương tự trị giá 2 tỷ đô la Mỹ đã được hai bên ký kết vào tháng 9 năm 2023. Ba Lan đang tiến hành một chương trình hiện đại hóa quân sự quy mô lớn, trong đó mua các thiết bị quốc phòng của Mỹ như máy bay F-35 hệ thống tên lửa Patriot và xe tăng Abrams. Ba Lan đang dẫn đầu trong NATO về chi tiêu quốc phòng với mức 4% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Ba Lan cũng là nơi đồn trú của hàng nghìn binh sĩ Mỹ và các đồng minh. Tia chớp F-35 được coi là tiêm kích hiện đại nhất của Mỹ nhờ hội tụ những yếu tố của một vũ khí chiến đấu uy lực như khả năng tàng hình trước radar, tốc độ ấn tượng, tính linh hoạt cao, hệ thống cảm biến hiện đại. Tuy nhiên, F-35 cũng là một vũ khí gây tranh cãi vì thời gian phát triển lâu hơn dự kiến cũng như các lỗi kỹ thuật phát sinh khiến dự án bị đội chi phí lên cao. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.